giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Huỳnh Anh liên tục dục bạn gái đăng ký kết hôn, bất ngờ trước phản ứng của bà mẹ đơn thân. Sau thời gian ngắn yêu đương, Huỳnh Anh Bạch Lan Phương đã đánh dấu mốc mới trong hành trình tình ái. Vào cuối tháng 1 vừa qua, bà mẹ đơn thân nhận lời cầu hôn từ người tình diễn viên. Mới đây, Bạch Lan Phương chia sẻ câu chuyện đời thường với Huỳnh Anh trên trang cá nhân. Cựu MC VTV tiết lộ, Huỳnh Anh đã dục cô lên phường đăng ký kết hôn. Vợ chồng là nhân duyên không phải tự dưng mà có. Cũng không hề ngẫu nhiên khi vừa mới yêu mà thầy phong thủy, thầy xem tử vi, thầy tarot đều nói hai đứa có duyên vợ chồng. Lên phường bao giờ thì mình còn xét, nhưng nếu ngoan như bây giờ thì chắc là sớm thôi. Có lời đề nghị lên phường, nữ MC cũng hồi tưởng hành trình cưa cẩm của Huỳnh Anh. Cả hai gặp gỡ từ 11 năm trước, nhưng phải 10 năm sau mới thực sự bắt chuyện làm quen. Lần đầu gặp là 2010 trong một sự kiện mình làm MC, bạn ấy là khách mời. Câu đầu tiên nói với nhau là em chào chị. Năm 2019, sau khi thấy Phạm Anh Tuấn up ảnh chụp với mình, bạn ấy có vào nhờ giới thiệu và rủ đi ăn. Nhưng vì Tuấn không muốn khó xử giữa người em thân và bà chị dạy, mình thì ghét qua những thông tin đọc trên mạng, nên hai chị em mình lờ luôn không đã động gì đến. Ngày 24 tháng 1 năm 2020, bạn tự add Facebook, tự gửi tin nhắn chúc mừng năm mới, nhưng mình đoán gửi cả group nên mình không trả lời. Đến tháng 6, bạn bắt đầu chiến dịch bằng việc bình luận vào story khi thấy mình đăng ảnh với papa. Thỉnh thoảng lại rủ đi chụp ảnh, Huỳnh Anh chụp đẹp lắm, thỉnh thoảng lại rủ đi ăn phở, thỉnh thoảng lại có lý do nào đó nhưng không thích nên mình luôn từ chối. Mãi sau này, khi vào tâm sự với mình về du thuyền, mình mới thấy ok, bạn này tham công tiếc việc, không thiếu muối, đỡ ghét hơn một tí. Rồi xin đi chạy cùng, đúng đam mê của mình, mà ai thể dục thể thao mình cũng đều thấy vui nên mình ok. Vận động viên được giải taekwondo thế giới gì mà vừa chạy, vừa chờ còn không thấy đâu. Nhưng thấy cũng tội, vì vừa chạy vác theo máy ảnh chân máy, tưởng làm gì hóa ra chụp cho mình. Bạn cũng thông minh đấy nên bạn mới có được buổi đi ăn tiếp theo. Sau đó thế nào thì mình không kể nữa. Mình chưa đi xem phim nào của bạn cũng không muốn xem, tại vì mình chỉ cần biết con người của hiện tại thực tại là như thế nào thôi. Cái gì đã qua cũng chẳng buồn bận tâm đến nữa, cũng chẳng mong cầu sau này sẽ vạn sự như ý. Bạch Lan Phương hơn Huỳnh Anh 6 tuổi, là một single mom giàu có, khá nổi tiếng. Cô từng cộng tác tại VTV, hiện làm trong lĩnh vực làm đẹp. Hot Mom và Huỳnh Anh công khai hẹn hò vào cuối tháng 11 năm 2020, lấp lửng tổ chức đám cưới trong năm 2021. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất, được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.